Cái chừng nó giật điện thoại đó nha, lộn. Còn cho nó cắn đó. Nói vậy là con này nó thạo đời lắm rồi. Nó già nó đâu có sợ ai đâu hả? Mà phi đúng rồi. Đó là từ gì đấy rồi. Con này là lão làng luôn rồi đó, lụt nó hẹp lên luôn á, nó sợ. Ồ đó, chỗ nó ăn đấy. Cái đuôi nó cắn cái vỏ ra. Trời, lấy hết ra. Ném vô mặt kìa. Thèm luôn. Chua không biết. Nó sợi cây ấy. Không có chua.